everyone, my name is Lan. Welcome back to my English lesson. Xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong bài giảng tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu hôm nay. And in today's lesson, we are going to continue unit number 2 around the world. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học số 2, unit 2, vòng quanh thế giới. Và với cái tựa đề này thì các bạn sẽ thấy những cái nội dung nó sẽ xoay quanh những cái chủ điểm về cái thế giới bên ngoài, những cái nước khi mà các bạn đi du học cũng như là đi du lịch như thế nào. Chủ điểm của bài hôm nay về từ vựng vocabulary countries around the world, cũng như chủ điểm ngữ pháp grammar động từ to be khi đi với chủ từ I and you, cũng như là he, she, it. Okay. You know where is it? Yes, Australia. Các bạn hay ở đâu có một cái từ Chúa Trời Cứu Thế rất là nổi tiếng trên thế giới? Yes, Brazil. Where is it? Yes, China. Where is it? Ở đâu thì có kim tự tháp nha? Yes, Ai Cập, right? Egypt. Where is it? Ở đâu có tháp đồng hồ các bạn? Yes, England. Very good. Where is it? Italy. Very good. And look at the very famous mountain. Japan. Yes, very good. Where is it? Chúng ta có cung điện Kremlin là một trong những nơi làm việc của cơ quan tối cao của Nga. Right? So, it's in Russia. Yes. And từ nữ thần tự do này ở đâu? Yes, America. Hoặc là tên đầy đủ của America là the USA, the United States of America. Yes, very good. And where is it? This is our country, right? Vietnam. Very good, everyone. Okay. Và bây giờ các bạn nhìn vào những bức hình, listen and repeat after me. Australia. Australia. Brazil. China. Egypt. England. Russia. Japan. The USA. Italy. Vietnam. Very good. Và bây giờ chúng ta hãy xem mặt chữ cũng như cách phát âm một cách chính xác. Và các bạn nhớ là chúng ta phải nhấn cái âm cho nó đúng nha. One more time. Australia. Brazil. Nhớ là chúng ta đọc là Brazil. Nhấn vần thứ hai cho các bạn không đọc là Brazil nha. Brazil. Yes. China. Egypt. England. Italy. Japan. Các bạn nhớ là nước Nhật thì chúng ta sẽ nhấn phần thứ hai là Japan, chứ chúng ta không đọc là Japan. Nhiều người hay đọc là Japan thì nghe nó giống như là người Đức là German vậy đó. Okay, so chúng ta nhấn phần thứ hai Japan, right? Listen one more time and repeat. Japan. Very good. Russia. Nhớ là sh, các bạn cong lưỡi lên. Russia. Very good. The USA. Vietnam. All right. Vietnam. Vietnam. Nhấn vần phía sau của chữ Nam, right? Vietnam. Very good. Okay. Unit 2, recording 1. Các bạn nghe và lặp lại. Australia. Brazil. China. Egypt. England. Italy. Japan. Russia. The USA. Vietnam. Very good, everyone.
Tất nhiên thì trên thế giới có nhiều hơn những nước này, nhưng khi các bạn đi du lịch đến những nơi cũng như là chúng ta đi du học đến những đất nước mà có nhiều du học sinh thì các bạn sẽ thấy đây là đa số những cái quốc tịch phổ biến mà các bạn sẽ thường gặp. Chính vì vậy mà trong bài học ngày hôm nay chỉ liệt kê một số những cái quốc gia mà các bạn sẽ có khuynh hướng biết được khi các bạn ra môi trường quốc tế. Ok? Alright. Và bây giờ các bạn nhìn vào hai bức hình này là hai sinh viên và họ cũng đến từ những quốc gia khác nhau. Và khi lần đầu tiên gặp nhau thì họ cũng sẽ hỏi nhau là bạn đến từ đâu? Và đây là hai đoạn hội thoại trong cái cuộc nói chuyện đó. Các bạn chuẩn bị nghe và đánh số theo thứ tự hợp lý. Ví dụ câu thứ nhất đối với đoạn hội thoại số 1. Are you from Brazil? Thì là số 1. Thì các bạn nghe xem câu thứ hai họ sẽ nói là gì. Các bạn đánh số 2, số 3, số 4. Tương tự như vậy, đoạn hội thoại conversation number 2 cũng vậy luôn. Alright, so let's go. Unit 2, recording 2. 1. Are you from Brazil? No, I'm not. Oh, where are you from? I'm from Italy. 2. Are you from the USA? The USA? No, I'm not. Where are you from? I'm from England. Alright, các bạn có câu trả lời chưa nào? Number 1, are you from Brazil? Number 2, no, I'm not. Right? Number 3, oh, where are you from? And number 4, I'm from Italy. Đó là cuộc nói chuyện của hai sinh viên trong lần đầu tiên mới gặp mặt. Very good. What about number 2? Are you from the USA? The USA? No, I'm not. Where are you from? I'm from England. Và một điểm các bạn chú ý ở đây đó là khi mà chúng ta học cái câu where are you from, các bạn thấy rất là phổ biến, tại vì khi mà các bạn sống, học tập và làm việc ở nước ngoài thì các bạn sẽ không biết cái người đó đến từ quốc gia nào cho đến khi các bạn hỏi là where are you from, bởi vì tất cả đều sử dụng tiếng Anh hết. Alright? Thì nhìn vào hai cuộc hội thoại thì các bạn sẽ thấy câu thứ nhất, are you from Brazil? Đây là câu hỏi, đúng không? Thế thì chủ từ trong câu này là you, động từ câu này là gì? Are. Và nó vì nó là câu hỏi nên động từ to be đem ra đầu câu. No, I'm not. Câu này có not là câu phủ định, tôi đánh dấu là dấu trừ. Trong câu này chủ từ là I, động từ là gì các bạn? To be, am và có not, đúng không? Yes. Oh, where you from? Câu hỏi. Yes. Chủ từ you, động từ to be, are. I'm from Italy. Đây là câu khẳng định dấu cộng. Chủ từ I, động từ to be, am. Conversation number 2. Chủ từ you, động từ to be, are. The USA. No, I'm not. Chủ từ I, động từ to be, am, cộng thêm not, vì là câu phủ định. Where are you from? Chủ từ you và động từ to be, are, nằm trong câu hỏi. I'm from England. Câu khẳng định chủ từ I và động từ to be là am. Ok. Thế thì các bạn thấy trong câu này, đối với you thì đi với động từ to be ở dạng are. You are. Right? Còn I, động từ to be là đi với am. I am. Viết tắt là am. Nếu như trong câu phủ định thì chúng ta cộng thêm not. I'm not. Trong trường hợp này thì chúng ta không có thấy được là dạng phủ định của you. You đi với to be are. Nhưng nếu nó là phủ định thì chúng ta cộng thêm not phía sau are. You are not. Are not. Chúng ta viết tắt là aren't. You aren't. Ok? Được chưa? Và chúng ta nhìn lại một lần nữa về cái quy luật ngữ pháp động từ to be đi với I và you. Các bạn thấy
tại sao trong tiếng Anh chúng ta lại nói nhiều về động từ to be? Be là dạng nguyên mẫu, chưa biến đổi gì hết. Và động từ to be có thể được gọi là một trong những động từ bất quy tắc phổ biến nhất trong tiếng Anh. Nó rất ít khi đứng ở dạng be không, mà nó luôn biến đổi cái dạng của nó tùy theo chủ từ. Ví dụ I thì to be của nó sẽ biến thành là am, I am. Và you, to be của nó là you are. Ok? I'm from Italy. I'm viết tắt của I am. Your viết tắt của you are. Và khi viết tắt như thế này thì chúng ta đọc là your. Your. Ok? Very good. I'm not. Viết tắt của I am not. You aren't. Viết tắt của you are not. Ok? Và đây là câu hỏi thì chúng ta đem động từ to be ra ngoài đầu câu. Nếu mà hỏi câu hỏi yes, no, yes là I am, no thì I'm not. Ok? Everybody listen and repeat after me dạng rút gọn của động từ to be. Everybody. I'm. You are. Chúng ta viết tắt các bạn đọc là your. Everybody. Your. Very good. I'm not. Very good. You aren't. Nhớ là các bạn không đọc là aren't nha. Rất nhiều bạn đọc là aren't là sai. You aren't. Aren't. Chứ không phải là aren't. Nhấn mạnh ở chữ aren't. You aren't. Very good. Thế thì bây giờ các bạn đã biết là động từ to be đi với I thì nó là am. Và động từ to be đi với you nó là are. Nếu phủ định là I'm not. Nếu phủ định là you aren't. Nhớ chưa nào? Ok, rất phổ biến trong tiếng Anh. Và để xem coi là các bạn có hiểu cái kiến thức vừa học hay không thì xin mời các bạn hãy làm bài tập sau đây. Hãy điền dạng to be thích hợp đi với I và you. Các bạn có một phút bắt đầu. So now you are going to listen and check if you have got the correct answers. Các bạn nghe và xem coi mình điền đáp án có đúng hay không nhé. Unit 2, Recording 3. Where are you from? I'm from Australia. And you? I'm from Italy. Really? Are you from Rome? No, I'm not. I'm from Milan. Ok, các bạn điền đáp án có đúng không nào? Yes. Where are you from? I am from Australia. And you? Các bạn có thể nói là I am hoặc là I'm. I'm from Italy. Oh, really? Are you from Rome? No, I'm not. I'm from Milan. Và đây là cái cuộc hội thoại rất là phổ biến khi mà các bạn đi du học ở nước ngoài. Vì người ta rất có khuynh hướng hỏi các bạn đến từ đâu. Alright? Everybody listen and repeat after me. Where are you from? I am from Australia. And you? I'm from Italy. Really? Are you from Rome? No, I'm not. I'm from Milan. So now I am A and you are B. I ask and you answer, okay? Where are you from? I'm from Italy. No, I'm not. I'm from Milan. Okay? So now you ask and I answer. I'm from Australia. And you? Really? Are you from Rome? Very good, everyone. Và đó là phần sử dụng động từ to be khi đi với chủ từ I và you, cũng như khi chúng ta thêm not vào, chúng ta đọc như thế nào là cho đúng, cũng như là đối với cái động từ to be thì nó sẽ gắn liền với những cái câu hỏi trong những cái trường hợp như thế này rất là nhiều, đảm bảo các bạn hiểu và sử dụng cho chính xác, cũng như hiểu là tại sao to be ở những cái trường hợp đó thì nó lại theo dạng như vậy. Chúng ta vừa học xong động từ to be khi đi với chủ từ I và you. Thế khi đi với chủ từ là he, she, it thì động từ to be như thế nào? Có lẽ trước khi tôi hướng dẫn cho các bạn thì các bạn có thể là đã biết rồi đúng không? Tuy nhiên để sử dụng trong văn nói thì nó không đơn giản thế nào. Trước khi tôi triển khai một cách chi tiết hơn và rõ ràng hơn cho các bạn thì chúng ta hãy nhìn vào trên màn hình. Sẽ có hai nhân vật nổi tiếng và chúng ta hãy cùng nhau đọc về hai nhân vật này nhé.
Nhân vật thứ nhất là Danielle Delequist, okay? And nhân vật thứ hai là Rebecca Mueller. Let's read about them. Danielle Delequist is an actor. He's from London in England. And Rebecca Mueller is a director. Director là đạo diễn. She's from Connecticut in the USA. Alright? So, bên tay trái màn hình của các bạn là những câu hỏi. Và bên tay phải là những câu trả lời. Dựa vào cái thông tin các bạn vừa đọc thì các bạn có 2 phút để nói cái câu trả lời với cái câu hỏi. Tôi lấy ví dụ nếu number 1 is Danielle Delequist the director. Nếu đáp án là A thì các bạn đánh A kế bên. Được chưa? Các bạn có 2 phút. Let's go. Và bây giờ các bạn nghe để xem coi làm có đúng hay không nhé. Unit 2, Recording 4. 1. Is Daniel Day-Lewis a director? No, he isn't. He's an actor. 2. Is he from England? Yes, he is. 3. Is London in the USA? No, it isn't. It's in England. 4. Is Rebecca Miller from England? No, she isn't. She's from the USA. 5. Where's Connecticut? It's in the USA. All right. So, number 1, B. Number 2, A. Number 3, E. Number 4, C. Number 5, D. Very good, everyone. Okay? Number 1, is Danielle Delequist a director? No, he isn't. He's an actor. Who is a director? Director là Rebecca mà, đúng không? So what's his job? He's an actor right here. Is he from England? Yes, he is. Nhìn vào bài đọc chúng ta thấy là he's from London in England. Yes, very good. Is London in the USA? No, it isn't. Tại sao đây chủ từ là it vậy các bạn? Tại vì lúc này chủ từ là London là vật, đúng không? It là nó là vật, chúng ta sử dụng chủ từ it. Is London in the USA? No, it isn't. It's in England. Very good. Is Rebecca Mueller from England? No, she isn't. She's from the USA. She's from the USA, Connecticut. Okay. Where's Connecticut? D. It's in the USA. Okay. Very good, everyone. Khi các bạn nhìn vào những cái câu trả lời thì chúng ta thấy chủ từ trong những câu này là gì? He. Đi với động từ là gì? Is. He is. Okay. And nếu như đây là câu khẳng định, còn nếu là câu phủ định có dấu trừ ở đây thì is cộng với not chúng ta đọc là isn't. No, he isn't. Được chưa? And dấu cộng he's an actor. He's viết tắt của he is. She tương tự cũng vậy. Đi với động từ to be là is. Phủ định thêm not chúng ta đọc là she isn't. She's bằng với she is. It. Viết tắt it's, viết tắt của it is. Đây là câu khẳng định. No, it isn't. It's in England. It's, viết tắt của it is. Alright? Okay, và bây giờ để các bạn có cái cảm giác là mình nói, mình sử dụng cái điểm ngữ pháp này thì chúng ta hãy practice lại câu hỏi và câu trả lời. Okay? Tôi hỏi và các bạn trả lời. Số 1, B thì các bạn nói là no, he isn't. He's an actor, okay? Is Danielle Delequist a director? He's an actor. Very good. Is he from England? Yes, he is. Is London in the USA? It's in England. Is Rebecca Mueller from England? Where's Connecticut? It's in the USA. Very good, everyone. Và nhìn vào bảng ngữ pháp, chúng ta
Thấy được là động từ to be khi đi với he, she, it. Nó sẽ sử dụng là đi với is, he's, he is, it is, she's, she is. Thêm not, she isn't bằng với is not. He isn't bằng với is not. Where's she from? Viết tắt của is she. Is he from England? Khi câu hỏi thì chúng ta đem động từ to be ra ngoài đầu tiên. Nếu là câu hỏi thì chúng ta đem động từ to be ra đầu câu. Is he from England? Của câu chúng ta lên giọng. Nếu yes thì chúng ta nói là yes, he is. Nếu no thì chúng ta nói là no, he isn't. Tương tự đối với she và it cũng như vậy. Ok? Và cái cách đặt câu, nếu mà nó bắt đầu bằng cái từ hỏi thì chúng ta sẽ là từ hỏi. Tôi lấy ví dụ là where và sau đó mình cộng cho động từ to be và sau đó là chủ từ. Nếu là câu hỏi yes, no thì mình đem động từ to be ra ngoài đầu câu và tiếp đến là chủ từ và những cái phần tiếp theo sau đó. Và các bạn thấy cái phần mà to be đi với he, she, it nó khó ở chỗ là khi chúng ta thêm s vào, các bạn cố gắng đọc cho đúng vì đa số các bạn đều không có đọc cái âm s chính xác khi mà đi với động từ to be. Ok, everybody, his thì các bạn đọc ra âm z. Ok, everybody listen and repeat after me. His. His. She's. She's. Nhưng mà đối với it is, it's, chúng ta đọc ra âm S chứ không phải là Z. It's. It's. Okay? Very good everyone. Và bây giờ để xem coi là các bạn có hiểu và điền động từ to be chính xác hay không thì các bạn hãy điền động từ to be ở dạng thích hợp vào những câu trong đoạn hỏi hỏi sau đây. Các bạn có 2 phút. 2 minutes, go. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng nghe xem các bạn điền kết quả có đúng hay không nhé. Unit 2, recording 5. 1. Is your teacher from Australia? No, she isn't. 2. Where's Nawal El-Sadawi from? She's from Egypt. 3. Is Barack Obama from the USA? Yes, he is. 4. Is your best friend from Russia? No, he isn't. 5. Where's Dilma Rousseff from? I don't know. Okay, so can you tell me the answers? Number one, is your teacher from Australia? Yes. Tại sao chúng ta sử dụng động từ to be là is nhỉ? Tại vì your teacher là giáo viên của bạn thì nó bằng nghĩa với là ngôi she. Lúc này là she tại vì câu be nó trả lời là no. Okay? No she. So no she. No she isn't. Number two, now why else study we from? Ok, đây là ngôi she thì đây là tên của người thứ ba. Động từ to be là is. Very good. She, she's from Egypt. Barack Obama là ngôi he đúng không? Yes, đi với động từ to be là is. Is Barack Obama from the USA? Yes, he. He is. Number four, your best friend from Russia. Your best friend là ngôi thứ ba đúng không nào? Là he, she, it, nó nằm trong một, hai cái. Nó nằm trong một. Trong ba cái he, she, it. Mà đây là he. Okay. Is your best friend from Russia? No, he isn't. Where? Dilma Rousseff from. Okay. Where is Dilma Rousseff from? I don't know. Yes, everybody listen and repeat after me. Is your teacher from Australia? Chúng ta lên giọng nha. Is your teacher from Australia? No, she isn't. No, she isn't. Where is Nawal El-Sadawi from? She's from Egypt. Is Barack Obama from the USA? Yes, he is. Is your best friend from Russia? No, he isn't.
Where is Delma Russell from? I don't know. So now I am A and you are B. Is your teacher from Australia? Where is Nawal El-Sarawi from? She's from Egypt. Is Barack Obama from the USA? Yes, he is. Is your best friend from Russia? No, he isn't. Where is Delma Russell from? So now you are A and I am B. Okay, go. Is your teacher from Australia? No, she isn't. She's from Egypt. Yes, he is. Is your best friend from Russia? No, he isn't. Is that Russell? I don't know. Very good, everyone. Và các bạn cố gắng đọc đi đọc lại, hỏi và trả lời chính xác. Nhớ phát âm động từ to be cho nó chính xác. Và bây giờ chúng ta hãy luyện tập hỏi và trả lời về người thứ ba. Có lẽ nói you với I nó đơn giản, nó dễ rồi. Nhưng mà khi chúng ta nói về he, she, it thì nó khó hơn, được chưa? So look at the photos, you know, all of the famous people. Đây là những người rất là nổi tiếng. Number one, chắc ai cũng biết. Ca sĩ Taylor Swift. B, ca sĩ Justin Bieber. Ca sĩ Adele. Tổng thống của Nga Vladimir Putin. Và vận động viên bơi lội rất nổi tiếng ở Úc là Stephanie Wright. Okay. Thế thì câu hỏi tôi hỏi là Taylor Swift đến từ đâu? Thì tôi có câu hỏi là where is Taylor Swift from? Vì cô ta là nữ đúng không? Tôi dùng chủ từ là she's. Nhớ chỗ này có âm Z. She's from the USA. Very good. Thế thì tôi đặt câu hỏi được như thế nào đối với Justin Bieber nha? Các bạn tương tự vào đây, các bạn đặt thử giùm tôi xem. Where is Justin Bieber from? Very good. And anh ta là nam thì đây chúng ta sẽ đổi lại là his. Nhớ âm Z. His from. Where's Justin Bieber from? Các bạn biết Justin Bieber đến từ đâu không? Canada. Okay. Canada, right? So he's from Canada. Very good. Look at Adele. You know, where's she from? Adele is, she's from England. Okay. Where is Adele from? She's from England. What about the president Vladimir Putin? He's from Russia. Where is Vladimir Putin from? He's from Russia. Okay. What about Stephanie Rice? Where is Stephanie Rice from? She's from Australia. Okay. Được chưa các bạn? Chúng ta cố gắng phát cái âm she's cong lưỡi lên và có âm z she's và he's đối với nam. Đừng sử dụng she hoặc là he, nó nhầm lẫn với nhau. Khi chúng ta cong lưỡi lên là chúng ta có cảm giác chúng ta đang nói về người nữ. Được chưa? Alright. So everybody listen and repeat after me. Where is Taylor Swift from? Very good. She's from the USA. She's Where is Justin Bieber from? Where's Justin Bieber from? He's from Canada. He's from Canada. Where is Adele from? Where's Adele from? She's from England. She's from England. Where is Vladimir Putin from? Where's Putin from? He's from Russia. Where is Stephanie Rice from? Stephanie Rice from? She's from Australia. She's from Australia. Very good, everyone. Cố gắng phát động từ to be cho chính xác nha. Bây giờ tôi hỏi và các bạn sẽ trả lời. Where is Taylor Swift from? She's from the USA. Where is Justin Bieber from? He's from Canada. Where is Adele from? She's from England. Where is Vladimir Putin from? He's from Russia. Where is Stephanie Rice from? She's from Australia.
Very good. And now các bạn hỏi và tôi trả lời nha. She's from the USA. He's from Canada. Where's Adele from? She's from England. Where's Nadia from? He's from Russia. Where's Stephanie Rice from? She's from Australia. Very good, everyone. Và bây giờ các bạn có thể practice một mình tự hỏi, tự trả lời hoặc là có bạn học tiếng Anh cùng với mình. Các bạn thay nhau hỏi và trả lời cho đến khi các bạn hỏi thông tin chính xác về người thứ ba ở cái nội dung cơ bản như thế này. Và cố gắng phát âm to be cho đúng là his, she's và it's cho chính xác. Alright? Thank you, everyone. That is the end of lesson number 4. Chúng ta vừa học được gì nào? Chúng ta vừa học về tên của một số cái quốc gia phổ biến trên thế giới, countries around the world, cũng như chúng ta đã biết được khi động từ to be đi với chủ từ I và you nó biến thể như thế nào. I đi với am, phủ định thêm not. You đi với are, phủ định thêm not, đọc là you aren't. Và he, she, it, khi mà động từ to be nó sẽ biến thể là is thêm not, chúng ta đọc là isn't. Alright, it's very good, everyone. Cũng như chúng ta sử dụng điểm ngữ pháp này để hỏi về người thứ ba là những nhân vật nổi tiếng, họ từ đâu đến, sử dụng cái cấu trúc ngữ pháp về to be cũng như từ vựng về quốc gia mà họ đến. Alright, it's very good, everyone. Practice more, and I will see you guys in the next lesson. Bye.